Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn, chia sẻ bạn cái cách tạo ra một cái video zoom một cái địa điểm bất kỳ ở trên trái đất. Đúng không? Từ một cái quả địa cầu thì chúng ta có thể zoom cận cảnh vào cái vị trí của cái địa điểm mà chúng ta muốn zoom đó. Thì để cho bạn dễ hình dung thì tôi đã chuẩn bị một cái video đây rồi. Đúng không? Đây là một cái video. Đấy, thì chúng ta sẽ zoom cận cảnh vào cái vị trí, cái địa điểm mà chúng ta muốn zoom. Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái video như này? Thì xin mời các bạn đón xem cái video ngày hôm nay. Thì để có thể làm được cái video này thì các bạn sử dụng cái công cụ đó là Google Maps, đúng không ạ? Google Maps nó vô cùng đơn giản đấy các bạn. Các bạn sử dụng Google Maps đó, rồi các bạn gõ cái địa điểm mà các bạn muốn zoom lên ở đây. Ví dụ ở đây thì tôi lấy mặc định này đi, đúng không ạ? Đó, đây cái địa điểm này tôi muốn zoom lên. Thì ngoài cái Google Maps ra thì các bạn cần phải sử dụng một cái công cụ, đó chính là sử dụng một cái phần mềm có thể cắt xén được là Filmora 9 hoặc là Camtasia Studio thì cũng có thể làm được. Đó, thì tôi khởi động sẵn lên rồi. Ok, thì cái tôi sẽ tắt lại đi. Rồi thì cái này các bạn sẽ chuyển qua bản đồ vệ tinh nhé, đúng không ạ? Đó, các bạn chuyển qua bản đồ vệ tinh. Đây thì cái địa điểm mà chúng ta muốn zoom là chỗ này đây. Thì bây giờ các bạn ấn vào đây, đúng không ạ? Ấn vào đây thôi, dấu trừ này để cho nó hiện cái hình trái đất ra. Đó, chúng ta kéo này, kéo cho nó đúng cái vị trí, đúng không? Và tiến hành các bạn zoom. Đó, các bạn kéo cho nó đúng vị trí tiếp, cho nó ở giữa cái màn hình nha các bạn. Đây các bạn có thể di chuyển đây, bật vào đây để nó di chuyển vào cái thanh công cụ thanh này. Thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục zoom lên và các bạn kéo làm sao cho nó đúng ở giữa màn hình nha. Zoom lên đúng giữa màn hình, tiếp tục làm tương tự đến khi nào hết zoom một nữa thì thôi. Rồi tiếp tục, rồi chúng ta kéo tiếp này ở giữa màn hình. Để lát nữa chúng ta sẽ tiến hành xén hết tất cả cái vùng xung quanh này đi thì chúng ta sẽ có một cái địa điểm mà chúng ta muốn zoom thôi, cực kỳ đơn giản. Rồi tiếp tục zoom đến khi nào hết thì thôi, không zoom được nữa thì thôi. Đó. Và như này là hết rồi các bạn. Đó, các bạn để đúng giữa màn hình này. Rồi tiến hành các bạn zoom cho nó nhỏ lại. Đó, tức là các bạn thu nó lại thành cái hình trái đất. À, được chưa các bạn? Và bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái phần mềm sử dụng Camtasia Studio luôn, đúng không ạ? Đó, thì các bạn tiến hành các bạn quay lại màn hình, đúng không ạ? Đấy, các bạn quay lại màn hình, ấn vec xong. Đấy, các bạn quay màn hình rồi đó. Thì bây giờ công việc của các bạn quay màn hình thì các bạn sẽ ấn vào cái nút phóng to này lên. Đó, cứ thế các bạn ấn thôi. Đấy, phóng to lên cái địa điểm các bạn cần zoom. Rồi, ok, hết, các bạn để lại một chút. Đó, xong các bạn quay màn hình xong thì các bạn tiến hành các bạn stop. Rồi các bạn tiến hành các bạn lưu lại, lưu cái đoạn clip này lại là desktop cũng được. Đây là zoom địa điểm, cứ lưu lại là zoom địa điểm đi. Rồi ok, các bạn lưu lại xong rồi bây giờ các bạn tiến hành các bạn cắt thôi. Đây các bạn có thể xóa cái phần âm thanh đi, xóa đi. À, quay nó quay lại các bạn xóa dưới đây. Các bạn có thể tách cái tiếng ra nhé, tắt tiếng ra, không cần tiếng này, tắt vứt. Rồi bây giờ các bạn tiến hành zoom lên một chút. Đấy, bây giờ tiến hành các bạn xén thôi, xén đoạn này đi, xén đi. Rồi tiếp tục bốn xung quanh này các bạn cũng cắt luôn cho tôi, cực kỳ đơn giản. Cắt tiếp. Rồi, cắt tiếp.
cắt mấy cái phần xung quanh đi, rồi các bạn dàn ra. Đó, như thế là ok rồi. Này các bạn có thể kéo lên, kéo xuống này tí, rồi căn cho nó đúng chính giữa. Đó, các bạn sử dụng Camtasia các bạn cắt đi là xong. Đấy, zoom nào, rất chuyên nghiệp. Rồi, cứ thế. Rồi, xong. Chúng ta lấy lại mỗi đoạn này thôi. Rồi các bạn, bây giờ các bạn tiến hành các bạn lưu cái file này lại là xong. Các bạn, rất đơn giản. Tiếp tục lưu là zoom địa điểm. Ok. Lưu ra file xuất bản này để chúng ta sử dụng. Rồi, rất đơn giản thôi các bạn. Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái video zoom một cái địa điểm bất kỳ ở trên cái công cụ đó là Google Maps, mà các bạn có thể tạo được bất kỳ cái video nào mà các bạn muốn, bất kỳ cái vị trí nào các bạn muốn zoom, đúng không ạ? Thì các bạn có thể sử dụng cách này. Và nếu như các bạn thấy cái video này giá trị, cái video này hay, thì các bạn hãy giúp tôi like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công. Đó, đây là thành quả các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.